Hyundai Santa Fe 2023 là dòng xe SUV hạng D được người dùng yêu thích, đặc biệt từ khi chuyển sang thế hệ mới với những thay đổi cách mạng từ trong ra ngoài. Hyundai Santa Fe 2023 đã tạo ra nhiều xáo trộn trong phân khúc và khiến Toyota Fortuner không còn là chiếc xe thống trị. Thời điểm hiện tại, Hyundai Santa Fe 2023 được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá cụ thể như sau. Santa Fe xăng tiêu chuẩn giá 1 tỷ lẻ 55 triệu. Santa Fe dầu tiêu chuẩn giá 1 tỷ 155 triệu. Santa Fe xăng cao cấp giá 1 tỷ 275 triệu. Santa Fe dầu cao cấp giá 1 tỷ 375 triệu. Giá xe Hyundai Santa Fe 2023 trên không bao gồm khuyến mại, hiện tùy từng đại lý đang có ưu đãi giá xe khoảng 150 đến 160 triệu tùy bản. Dưới đây là mức chi phí nuôi Hyundai Santa Fe 2023 trong vòng 2 năm đầu và lưu ý chỉ là tạm tính mang tính chất tham khảo. 1. Chi phí bảo dưỡng là mẫu xe gia đình nên trung bình ở Việt Nam, người dùng sẽ di chuyển Hyundai Santa Fe 2023 khoảng 1.000 km một tháng. Như vậy, trong vòng 2 năm đầu, số km mà hầu hết các xe Santa Fe có thể đạt đến là 24.000 km, tương ứng với việc bảo dưỡng ở 4 cấp độ, cụ thể như sau. Mốc bảo dưỡng 1.000 km dự tính chi phí 1 triệu. Mốc bảo dưỡng 5.000 km dự tính chi phí 1 triệu rưỡi. Mốc bảo dưỡng 10.000 km dự tính chi phí 2 triệu tư mốc bảo dưỡng 20.000 km dự tính chi phí 4 triệu. Lưu ý, đây là những mốc bảo dưỡng theo số km mà nhà sản xuất khuyến cáo và chi phí trên là dự tính, không có định. Tùy từng trường hợp, mỗi xe sẽ có số tiền bảo dưỡng dao động khác nhau. 2. Chi phí nhiên liệu. Hyundai Santa Fe 2023 có mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố là 8 lít/100 km và điều kiện vận hành thực tế sẽ khoảng 10 lít cho 100 km. Theo đó, sau 2 năm với khoảng 24.000 km chi phí nhiên liệu sẽ vào khoảng 55 triệu. 3. Phí gửi xe hàng tháng. Với những gia đình có chỗ để xe, đây sẽ là khoảng chi phí tiết kiệm khá lớn trong vòng 2 năm sử dụng. Ngược lại, với những người dùng không có chỗ để mà buộc phải gửi xe, chi phí cho mỗi tháng là một triệu rưỡi và 2 năm sẽ là 36 triệu. 4. Chi phí cố định theo xe. Ngoài những chi phí ban đầu, khách hàng mua xe Hyundai Santa Fe sẽ phải bỏ ra những khoản phí cố định, dù xe không đi vẫn phải chi bao gồm bảo hiểm bắt buộc giá 873.000 một năm, bảo hiểm thân vỏ khoảng 15 triệu một năm, tương đương 1.5% giá trị xe, bảo trì đường bộ 1 triệu 561 năm, phí đăng kiểm. Những chi phí trung bình mà người dùng sẽ phải bỏ ra trong vòng 2 năm là khoảng 25 triệu. 5. Chi phí linh hoạt Đây là những chi phí không cố định và sẽ tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Hyundai Santa, phê ít hay nhiều. Các chi phí này được dự tính khoảng 8 triệu cho hoạt động như chi phí cầu đường, rửa xe, vệ sinh, vi phạm giao thông. 6. Tổng chi chi nuôi xe. Như vậy, sau 2 năm, người dùng sẽ phải bỏ ra 133 triệu để nuôi Hyundai Santa Fe 2023, mỗi năm là 66 triệu và 5 triệu rưỡi một tháng. Đối với một mẫu xe gia đình như Hyundai Santa Fe 2023, mức chi phí nuôi trên là vô cùng hợp lý.